Xin chào tất cả mọi người, em chào tất cả anh chị. Hôm nay thì em quay một video về vấn đề cây cối mua bán. Thì cũng chỉ muốn cuộc sống có nhiều niềm vui hơn trong cuộc chơi, không phải là quá bắt bẻ nhau trong cái việc đó chính là mua cây bán cây. Đương nhiên thì như bọn em làm kinh doanh ấy, thì bọn em vẫn chỉ muốn là bán được cây ra để thị trường, để kiếm thu nhập thôi đương nhiên. Nhưng câu chuyện em muốn nói ở đây là gì? Khi mọi người đi mua cây ấy, với những cái vườn, đương nhiên là những nhà vườn, đúng không? Thì có một số đơn vị ấy, thì là người ta bán hàng rất uy tín. Nhưng cũng một số đơn vị bán hàng nó không được uy tín lắm. Thì mọi người nên chú ý cái vấn đề để khi đi mua cây của bất kỳ ai, bất kỳ gia đình nào, nhà vườn nào, thì cũng nên chú ý xem là nhà người ta đang làm cái gì, từ trước giờ đã làm cái gì, tìm hiểu từ đầu đến cuối, chứ đừng chi tiền ngay để mua một cái cây là mặc dù là nó cũng không phải là vấn đề là số tiền to hay nhỏ. Nhưng em chỉ muốn nói nó quan trọng hơn, nên chú ý và cẩn thận. Tất cả nên cẩn thận để mọi người cùng tìm hiểu và biết được là khi mà một cái cây anh chị đi mua của người ta, nhà vườn đấy, trông thì quay lên có vẻ rất là hoành tráng. Rất hoành tráng, rất nhiều cây đẹp đăng lên, nhưng thực sự là khi mà anh chị tìm hiểu ấy, người ta liệu đã có những cái video quay chi tiết giới thiệu những cây mà cây đó nó nở trên thân hoa ở nhà người ta hay chưa. Và trong những cái vấn đề mà em muốn nhấn mạnh nhất, đó chính là một số nhà ấy, người ta khi mà người ta mua được một cái cây nhá, một cái cây mà nó đang nở hoa, người ta chi trả một cái khoản tiền, khoảng một số tiền rất lớn. Ví dụ như cái cây mọi người rất là hay hỏi rất là nhiều, đó chính là cây Phú Thọ. Thì người ta sẽ chi trả cho một cái cây, mua một cây Phú Thọ thật đang nở hoa, và người ta sẽ bán những cái cây mà không phải là nằm trong Phú Thọ, nhưng người ta chỉ mua một cây thật thôi đang có hoa để giới thiệu mọi người là nhà tôi có cây này. Nhưng thực ra ấy, thì người ta mua một cây thật, nhưng xong người ta bán hàng 1.000, 1.000.000 cây giả cho rất là nhiều người ở trên thị trường. Thế nên là em muốn quay video cho tất cả để mọi người cùng biết được rằng là ví dụ như cây Phú Thọ nó có những cái sắc tố nào. Bởi vì câu chuyện là khi mà anh chị chi trả cho cái việc là mua một cái cây nó chỉ tầm dưới 10 triệu. Nhưng cái việc là dưới 10 triệu đó anh chị đi mua như vậy, anh chị giả tiền cho người ta, anh chị không biết được cái sắc tố của cây, thân lá nó như thế nào. Chỉ thấy thân xanh sạch là mình mua, thì chắc chắn rằng anh chị đã bị ăn thịt lừa. Bởi vì câu chuyện là sau 3 năm ấy, sau 3 năm thì tất cả những cái cây đó nó lớn, nó thay đổi từng ngày từng giờ, anh chị không thuộc về sắc tố của nó, của các loại, thì anh chị không thể biết được rằng cái cây đấy nó như thế nào. Thì anh chị mua về anh chị cứ nuôi thôi, sau 3 năm nó nở không phải thì bây giờ mình bắt đầu mình đi hỏi thăm nhà nọ nhà kia. Nhưng mà thực sự để mà nói là đến lúc đấy, em muốn nói là gì, đến lúc đấy anh chị khi mà quay trở lại với người ta, quay trở lại với cái việc là hỏi người ta ấy, thì có thể là một là như một số nhà, một số người ấy, đã liên hệ với em và nói rằng là cái việc mà người ta ta xóa mất kênh trên YouTube, hoặc là người ta đăng ký một kênh mới người ta bán, bởi vì người ta biết rằng là cái cây đấy bán cho anh chị phải 3 năm thì nó mới nở hoa, thì người ta sẽ xóa bỏ cái kênh YouTube đi và người ta tạo ra một cái kênh YouTube mới.
cũng là lan rừng nọ lan rừng kia, hoặc là lan rừng nọ lan rừng kia, hoặc nhà vườn nọ nhà vườn kia, xong quay đăng những cái video bông hoa cũ rất là đẹp, hoặc là đi ăn cắp ở đâu đó. Bởi vì thời đại bây giờ ấy, nó rất là công khai, cuộc chơi nó cần sự công bằng, mọi người cũng vậy thôi. Ví dụ như anh chị xem video của em ấy, thì tất cả những rất là nhiều người đã biết rằng cái kênh của em đăng ký là cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, được đăng ký cục sở hữu trí tuệ. Thì khi mà cái kênh của em đăng lên tất cả những cái video nào thì em cũng chỉ muốn nói để cho mọi người cùng biết và cùng hiểu. Còn một số những cái video của em ấy đã bị những cái bên khác đăng ký, à lấy video của em về để đăng vào kênh của nhà người ta. Nhưng với em thì điều đấy không quan trọng. Để cho mọi người cùng biết được, nhận biết được rằng là những cái kênh, những cái cây ví dụ như là mọi người hay mua, nó là cây gì và mua bán như thế nào, trong điều kiện làm sao, thân lá như thế nào. Ví dụ đâu phải là cứ xanh sạch thì sẽ phải là 5 cái trắng đầu, đúng không ạ? Thế nên khi mọi người mà mua ấy, thì nên chú ý rằng kênh YouTube bây giờ người ta tạo ra để bán hàng rất là nhiều. Thế nên cần chú ý từ đầu đến cuối xem người ta đã đăng cái gì, hay là người ta chỉ bán thôi. Nếu như với những cái nhà vườn nào mà chỉ bán thôi ấy, thì anh, hoặc là những cái nhà vườn mà không cung cấp đầy đủ thông tin ấy, anh chị nên kiểm tra thật kỹ, thật cẩn thận. Nhưng mà không phải bằng cái việc đó chứ, là đến nhà người ta để mua để thì chắc chắn nó sẽ là cái thật. Mà đến nhà người ta mua ấy, bây giờ anh chị ở đâu đi chăng nữa thì anh chị cũng biết rằng là ở trên vùng cao ấy, ví dụ như trên Hòa Bình hay là trên đại loại là vùng cao Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn hay là một số tỉnh miền núi, thì thường thì anh chị sẽ tin hơn là cái việc ví dụ anh mua cái cây Hòa Bình nhỉ? Thì anh chị sẽ lên Hòa Bình, nằm trong Hòa Bình hoặc Phi Điệp Hòa Bình, đúng không ạ? Lên Hòa Bình để mua để cho được chuẩn cây. Nhưng thực ra khi anh chị biết rằng ấy là người ta xuống Hà Nội hoặc là ở một số tỉnh khác người ta mua cây về, xong người ta bảo là nguồn gốc Hòa Bình ấy, thì ai sẽ là cái người chứng minh cho anh chị cái cây này nguồn gốc thực sự nó từ rừng Hòa Bình mà ra. Thế nên là em chỉ muốn nói rằng khi mà anh chị mua cây ở ví dụ là mua cây ở khu vực nào nhé, thì cũng chỉ nên muốn nhìn nhận rằng là cái cây ở khu vực đó nó là hàng Bắc hay là hàng miền Trung hay hàng miền Nam thôi. Bởi vì những cái cây hàng miền Bắc ấy, thân lá rất là đẹp và những cái bông hoa nó sẽ có vùng đặc trưng của miền Bắc. Còn những cái cây mà miền Nam thì nó sẽ đặc trưng miền Nam riêng. Tất cả những cái video của người ta bán hàng thì anh chị cũng nên chú ý. Thực ra là khi mà người ta tạo ra một cái kênh ấy, anh chị nên chú ý rằng là cái kênh đấy nó thực sự là nó đủ uy tín không. Nếu không đủ uy tín thì hãy hủy subscribe. Bởi vì anh chị đăng ký những cái kênh mà nó không đủ uy tín ấy, thì nó sẽ làm mạnh những cái kênh ấy lên. Và hãy báo cáo cho YouTube và Facebook, hoặc những cái trang trên Facebook ấy, là những cái kênh đấy là nó hoạt động mang tính chất là không tốt hoặc là lừa đảo gì đấy, đại loại vậy. Facebook, YouTube đều có hết, anh chị nên tìm hiểu nhá. Còn thực sự là nó kênh đấy nó là kênh hữu ích thì anh chị đăng ký để tìm hiểu xem là cái kênh đấy thực sự là nó có phải là cái việc kinh doanh của người ta đó là thật hay không. Bởi vì bây giờ cái việc mà xây tạo dựng một cái kênh nó rất là nhanh, rất là dễ, anh chị có thể đi ở đâu được, khỏi đâu nó rất là dễ thôi. Và kể cả việc thuê một cái nhà ở trên vùng cao nó rẻ lắm, và người ta làm cái vườn lan lên một năm người ta bán hàng tỷ đồng, thì cái việc chi trả cho một vài trăm triệu để thuê một cái nhà ở trên vùng cao nó rất là rẻ, xong người ta đi lừa đảo bán, thì anh chị nên chú ý. Nó hoạt động quá là tinh vi, đấy nó nằm ngoài khả năng tưởng tượng luôn, chứ không phải là cứ đến vườn là anh chị có thể tin tưởng đấy lại là vườn, nhà vườn uy tín. Hoặc cứ hoa quay lên thì không phải là uy tín. Bởi vì anh khi mà người ta quay bông hoa lên ấy, thì anh chị cần phải truy xuất được nguồn gốc của cái cây mà người ta quay lên, quay từ bao giờ, ở chỗ nào, và tìm hiểu xem là có trang mạng nào nó đăng cái cây đấy lên hay chưa. Còn nếu thực sự là Đã bị trùng rồi ấy, thì chắc chắn là phải có vấn đề. Chứ còn ví dụ như cái cây của nhà em năm nay nó nở như thế này, thì em quay như thế này, hoặc là tất cả những cái cây em bán ra
đều phải có nguồn gốc truy xuất đàng hoàng. Nở bao giờ, năm bao nhiêu, như thế nào, hoa ra làm sao. Đấy, nếu như không có video thì cũng nên có những cái hình ảnh cụ thể làm tư liệu để truy xuất nguồn gốc. Bởi vì cái cây cây lan gần như nó không có một cái bảo hiểm nào, nó chỉ là cuộc chơi vui thôi. Thế nên là chúng ta cần phải tạo ra được một cái sân chơi lành mạnh. Tất cả những cái kênh hoặc những cái trang mạng bán hàng mọi người nên chú ý, không phải trang nào nó cũng giống cái trang nào cả. Anh chị nên báo cáo những cái điều đó với cả Facebook, với Google qua những cái báo cáo ở trong Internet. Thì nó có rất là nhiều cách. Đấy, thì em cũng nói về sơ qua về cái vấn đề đấy để mọi người chú ý rằng khi đi mua cây của bất kể cây nào, hãy tìm hiểu thật kỹ. Và những cái kênh ấy mà người ta thực sự là người ta không người ta không có những cái mặt bằng ấy để người ta bán cây ấy, thì nó sẽ rất là khó. Nhưng còn bên em thì em bán cây là nó có một cái mặt bằng chung, giá thị trường là phải chung chứ không thể lôm nhôm được, ông thì bán ra nọ, ông bán ra kia, cây nọ bán cây kia, không phải thế. Như đây thì em cũng chỉ muốn nói là một số cái cây, ví dụ như là nó rất là to ở đây thì em không nói làm gì. Cây to này thực ra bên em bán thì nó là giá giống nhau thôi. Nhưng mà em muốn nói về một số cái cây nhỏ ấy. Khi mà đây, ví dụ như cây này, thân lá xanh sạch, phi điệp. Ví dụ cái này thì nó sẽ là 9cm. 9cm thì ví dụ như cái cây nào mà bọn em bán giá cứng ấy, thì anh chị mua cái cây là 10cm thì sẽ nhân với đấy. Một số ví dụ là 100.000 một sen thì sẽ 10cm sẽ là 1 triệu. Và những cái cây 5cm thì nó sẽ là 500.000, bởi vì nó là 100.000 một sen. Cứ đo thế thôi, cuộc chơi cũng bằng. Ai có nhiều tiền thì mua cây nhiều tiền, ai ít tiền thì mua cây ít tiền. Tất cả như nhau. Thế nên thực sự là khi mà anh chị mà mua cây bên em ấy, đủ tin tưởng, chuyển khoản đến bao ship. Và những cái chỗ mà mình khó chuyển khoản ấy, thì em sẽ gửi COD, thì mình gửi ship, tiền ship cho em. Vậy là được. Tất cả những cây mà em đăng video ở đấy, anh chị xem lại tất cả những kênh, tất cả những video mà em giới thiệu về bông hoa, hoặc là trên web, trên website Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì có rất là nhiều các mặt bông ở trên đấy. Và có một số mặt bông ấy là khi mà nó về cuộc chơi ấy, bây giờ nó quá là rộng. Và ai cũng là người đam mê, ai cũng là người thích. Thì khi mà để một cái cây mà nó đang rất là đẹp, nhưng nó chỉ nở vài bông hoa thôi, thì nó sẽ nở những bông rất đẹp hơn. Và người ta có thể là đổi gọi một cái tên mới để cho cây đấy nó giá trị hơn, quý hơn. Nhưng thực sự là mọi người nên nhìn nhận về một cái cây ấy bằng cách đó chính là nhìn vào nó xem cái cây đấy nó hoa nó như thế nào, qua bao nhiêu mùa rồi, ổn định hay chưa. Còn nếu thực sự mà nó chưa ổn định ấy, mà người ta gọi tên theo kiểu là đặt tên mới, tạo những cây hoa đẹp mới, thì mà chưa có nhiều trên thị trường ấy, tốt nhất là anh chị đừng mua. Bởi vì những cái cây đấy thị trường nó chẳng có nhiều, thì anh chị mua làm cái gì. Mua về cứ tưởng là mình đã sưu tầm một bông đẹp giá rẻ, nhưng thực ra không phải. Có thể là một bông cũ thì lại tốt, nhưng mà nếu như không phải là bông cũ thì anh chị lại ăn thịt lừa còn khổ nữa. Thế nên là hãy sưu tầm những cây nó thực sự có trên thị trường và được nhiều người biết đến. Còn cái việc là người ta gọi tên ấy, gọi tên dành cho mỗi cây ấy, thì cái cây ấy, thì nó chẳng có tên gì cả. Nó chỉ có cái tên, nó chính là phi điệp. Vậy thôi. Bây giờ cuộc chơi phi điệp là nó đang phát triển quá là mạnh. Nên là em muốn nói ở đây, khi mà mọi người mua phi điệp ấy, hạn chế những cái cây mà nó chưa thực sự là có tên tuổi trên thị trường. Bởi vì để mà gọi một cái tên cây phi điệp ấy thì gọi là phi điệp thôi. Còn như mà cái cây phi điệp đẹp ấy thì người ta sẽ sinh ra một cái cách gọi là đặt tên. Nhưng mà sự khác biệt nó không có lớn, sự khác biệt không có nhiều, không thể nhận ra được. Thì câu chuyện là sau 3 năm mình mua cái kỳ liệu
nó bảo hành cho mình như nào nữa thực sự, đúng không ạ? Còn thì cái vấn đề là mọi người nên chú ý, em muốn nói chung quy quanh đi còn lại là vẫn là phải chú ý cẩn thận từ đầu đến cuối để xem người ta đang làm cái gì, mua bán như thế nào, cái cách phương thức người ta làm sao. Tìm hiểu tất cả các kênh YouTube, Facebook, web. Website là một cái điều rất ít đơn vị làm, và gần như rất là ít những cái đơn vị mà đang làm website ấy, đa phần là những cái đơn vị uy tín. Bởi vì trên website ấy, của Google ấy, khi mà các bạn, các anh chị nhá, đánh giá một cái website ấy, ở trên Google, thì nếu như đánh giá thực sự web đấy nó lừa đảo ấy, thì nó sẽ bị sập. Và để chi phí đầu tư cho một cái website làm từ chất, từ tất cả những cái ý kiến thức để đầu tư cho nó một cái điều rất lớn. Thế nên những, nếu mà những đơn vị nào mà người ta xác định là người ta không làm được ấy, người ta chỉ bán trên kênh YouTube, Facebook ấy, thì bản thân người ta ấy không thể đủ khả năng để làm những cái điều đó. Mặc dù web của em mà được rất là nhiều đơn vị sao chép những cái lời tiếng nói của em, những cái kiến thức mà em đã đúc kết được gần trong vòng hơn 10 năm vừa rồi, có những cái bài viết của Phi Độc Cửu Long chẳng hạn, nó rất là mạnh luôn. Đến những cái trang thương mại điện tử ấy, trang thương mại điện tử ấy, thực ra thì em chưa tin tưởng một trang nào để em mua trong mấy cái trang sàn thương mại điện tử, bởi vì người ta lấy ăn cắp lời của em nó quá nhiều, lấy những cái lời văn của em người ta lấy trắng trợn và người ta không thèm sửa. Đúng là lấy ra những cái đơn vị đó thì mọi người nên chú ý và những cái đơn vị mà lấy hình ảnh và nội dung của em. Thế nên là ví dụ như mấy nhà bán thuốc ấy, em nói đơn giản, mấy nhà mà người ta làm thuốc tây ấy, nó luôn có cái câu là đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Thế nên mọi người khi mua cây cũng nên tham khảo thật kỹ xem ở nhà vườn đấy người ta làm việc như thế nào, có thực sự đủ uy tín chưa, cảm thấy đủ tin thì mua ở đâu cũng được, mua đâu cũng thế. Nhưng cuộc chơi cần công bằng, cần một sự trong sạch. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của em, hẹn gặp lại các anh chị vào những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video giới thiệu về cây tiếp theo để chúng ta có một cuộc chơi công bằng, trong sạch. Em chào anh chị.